Chào các bạn, hôm nay sẽ là một series học guitar rất là hay mà thường hướng dẫn cho các bạn Đó là series tổng hợp tất cả các điệu guitar từ rải đến quạt theo dạng là hướng dẫn ngắn Mỗi một clip chỉ có 5 đến 7 phút thôi nhưng mà mình sẽ hướng dẫn đầy đủ về điệu van, nào, boston, nè slow rock, nè slow surf, nè bolero, rumba, disco hay là điệu surf Mình sẽ giới thiệu đầy đủ lý thuyết, hướng dẫn kỹ thuật và kết hợp với những bài tập mẫu Series này đặc biệt phù hợp với tất cả mọi đối tượng đang học guitar Đối với những bạn chưa biết chơi có thể xem trước để mình biết được cái điệu này nó như thế nào Qua đó là giúp các bạn có có thêm cảm hứng để các bạn tập còn đối với những bạn mới học đó, thì series này sẽ có đầy đủ tất cả các bài học tốt nhất dễ nhất để các bạn học mà không sợ bị thiếu sót cuối cùng là những bạn biết chơi rồi thì chúng ta có cơ hội được ôn lại những kiến thức thông qua những bài học ngắn như thế này đảm bảo cho các bạn là học xong là không thiếu cái gì luôn ngoài ra các bạn có thể mua sách tự học do chính thuận biên soạn bộ sách tự học cực kỳ cơ bản dành cho những bạn chưa hề biết chơi gì cho đến những bạn đã biết chơi một chút nhưng mà thiếu định hướng học chuẩn xác bộ sách này mà kết hợp với lại các video hướng dẫn trên youtube của thuận thì hiệu quả sẽ tăng lên rất là nhiều luôn sách Á, thì giúp các bạn đọc lý thuyết nè có thêm nhiều bài tập là táp luyện ngón táp đệm hát có sẵn hợp âm còn video thì giúp các bạn xem hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo cho các bạn học hiệu quả rất cao hoặc nếu như mà bạn nào ở thành phố hồ chí minh á, thì có thể đăng ký để đến lớp đoàn tự thuận học luôn bây giờ thì vào bài học nha